La Boss Asset Pro có 3 layout nằm ở đằng sau loa. Lifeform, Red Out, cắm vào thì đằng trước loa sẽ căm. Chỉ còn 3 line đằng sau loa phát ra tiếng thôi. Line mic sẽ lấy tiếng từ jack đa dụng ở phía trên. Có thể là tiếng của micro bằng nhạc cụ nào đó, tùy bạn cắm vào jack ở phía trên. Ủa xí, jack đa dụng là sao vậy? Trời ơi, chi đi đi tao, không biết hả? Đấy, không biết thì nó không biết không sao đâu. Tiếp đi. Jack cắm á, ở trên là jack cắm đa dụng. Có thể cắm cả jack canon của micro và dắt 6 ly của nhạc cụ. Mình có thể dùng một cái loa này để song tấu hai guitar trên sân khấu, tiết kiệm hơn việc mua hai cái loa monitor cho hai nhạc cụ. Quay lại ở đằng sau loa, line mic sẽ lấy tiếng từ jack đa dụng ở phía trên như hồi nãy mình vừa giải thích. Còn line guitar sẽ lấy tiếng từ jack 6 ly ở phía dưới. Có thể là tiếng guitar hoặc micro xài jack 6 ly, tùy cái mà bạn cắm vào jack ở phía dưới. Mỗi line có 3 chế độ để bạn chọn lựa. Chế độ mix khi gạt qua bên trái là tất cả âm thanh và hiệu ứng màu mè của 3 line đều được trộn lại và đưa ra line out luôn. Chế độ ở giữa là Boss EFX thì tách riêng biệt ra, line out của mic thì chỉ lấy tiếng và hiệu ứng của mic, line out của guitar thì chỉ lấy tiếng và hiệu ứng của guitar, còn line audio in thì không được đưa ra hai lỗ này. Chế độ D, tức là Direct Out, thì cũng tách riêng biệt hai tiếng micro và guitar ra như chế độ hồi nãy, nhưng nó chỉ lấy tiếng chứ không lấy hiệu ứng của loa. Love of a guitar.